Răng ma 3000 các bác nhé, 30 mã lực. Giờ lắp động cơ lên 60 mã lực. Chạy cho nó phê. DC70 lắp lên chiếc răng ma 3000. Nọ này thì em lắp rất là nhiều. Rất nhiều bác thay lên răng ma các bác nhá. Vì cái động cơ răng ma nó hơi dở cái két nước. Thế các bác độ như thế này là không bao giờ phải nghĩ đến động cơ. Chỉ nghĩ đến số thôi. Thực ra thì mình chạy vừa phải thôi. Em không khuyến khích các bác độ cái động cơ to lên như thế này. Chiếc này thì có turbo tăng áp này. Xe zin nhá. Đây em sang bên kia đi. Máy móc thì nguyên zin. Chiếc này em bán thẳng thì tầm hơn 30. Đây. Phân biệt dễ nhất là các bác nhìn cái ống bơm cao áp này. Cái thân này nó dài hơn là DC70. Còn DC60 thì cái ống bơm cao áp này nó ngắn hơn. Mã thì vẫn là 2403 rồi. À. Khỏi cái bàn động cơ luôn. Cái này em chế rất là nhiều rồi, nên là có kinh nghiệm rồi. Không bao giờ mà cái lệch tâm các bác, quan trọng là nhất cái mâm kia kìa. Chỉ sợ cái đấy nó lệch tâm là nó hay hỏng linh tinh các thứ hộp côn các bác nha. Không khuyến khích các bác độ chế như thế này. Thì mình làm con nguyên bản 70 hoặc là 60 đồng bộ nó sẽ hơn. Còn như này thì động cơ khỏe nhưng mà số bác chạy vừa phải thôi nhá. Ga như này thôi là các bác cũng chạy hòm hòm rồi đấy. Chiếc này không có tắt khóa các bác nhá. Các bác muốn tắt chìa khóa thì lại phải mất thêm chi phí. Bác chủ không cần. Vang nghe nhá, xé gió luôn.
Muốn biết cái mặt bích này nó có đồng tâm hay không nhá, thì có một cách kiểm tra rất là dễ, chỉ cần nổ lên thôi. Máy bãi này khác luôn các bác. Nổ lên các bác nhá. Nhìn cái chân côn này này. Đấy. Nó không rung. Nó không rung vật ra vật vào rồi là thụt ra thụt vào. Rung đùng đùng là không cân tâm đâu các bác nhá.